Ok các bạn, hôm nay là kênh Jim chẳng mình tiếp tục chơi dốc cái bát thai bằng Seagull bay. Sau đó mình sẽ sử dụng trang phục Secret của Insert. Đồng thời mình sẽ kết hợp 100 cái bánh thối và 100 cái thuốc tiền hình để đi qua từng vòng và đạt đến giới hạn perfect của game. Nếu các bạn cảm thấy kênh của mình đầy hấp dẫn và thú vị thì các bạn đừng quên ấn subscribe, like, share kênh của mình để giúp kênh của mình mỗi ngày một phát triển hơn. Thân chào các bạn, giờ chúng ta bắt đầu vào game nào, let's go. Ok các bạn, giờ chúng ta bắt đầu vào game. Phần này là mình sẽ sử dụng trang phục Secret Elixir. Đây mới dù mình sẽ dùng thuốc tàng hình và mình sẽ đi lấy chìa khóa và vàng ở trong cái vòng này, mình sẽ lấy hết. Sau đó mình sẽ dùng bánh thối và thả vô cái phụ người phụ nữ này. Đây mình sẽ thả vô. Sau đó mình sẽ chạy ra ngoài này và mình sẽ tiếp tục dùng thuốc tàng hình. Mình sẽ dùng liên tục nha. Các bạn mà quên dùng mà sẽ bị phát hiện ngay. Đây mình thả bánh thối vào giờ này luôn. Sau đó mình chạy qua cổng này và mình thả bánh thối cảnh sát. Dòng này thì quan trọng là chỗ khó là chỗ ngang cái cánh cổng ngang chỗ này, khi mà phải có người chạy qua đứng chỗ này mới mở được cánh cửa kia ra để mình vô trong cái ngăn đó, mình mới lấy được cái vàng chính ở trong đó. Đây mình tiếp tục mình tàng hình. Đây tiếp tục. Rồi hơi lòng kêu vô, ông mở cánh cổng đó ra, mình tranh thủ mình chạy vô mình lấy cái vàng đó. Và bây giờ mình dùng bánh thối thả cho ông một cái. Rồi ok. Sau đó là mình vô cái cửa này. Cửa này bắt buộc phải có người vô này. Rồi may mắn quá, bà già bà nghe rồi, bắt đầu bà phải đi tới cái chỗ công tắc đó, bà đứng trong đó. Rồi thời cơ đã đến. Rồi ok, bắt đầu mình tranh thủ chạy vô. Xong xuôi, mình đã lấy hết vàng. Và bây giờ là mình qua vòng thôi. Ok các bạn, đây mình sẽ đi đến giới hạn là perfect nha. Nếu các bạn cảm thấy kênh của mình đầy hấp dẫn và thú vị thì các bạn đừng quên ấn subscribe, like, share kênh của mình nha, giúp kênh của mình mỗi ngày một phát triển hơn. Thank you các bạn. Rồi tiếp tục, mình vừa vô là mình sẽ dùng thuốc tàng hình, mình sẽ tàng hình. Tàng hình là đi qua cái camera là sẽ không có ảnh hưởng gì hết. Đây mình sẽ bật cái chuông báo động này để nhử ông cảnh sát này tới đây. Mình sẽ tàng hình tiếp. Đây không được. Rồi tắt cái đó rồi, bây giờ mình mới chạy vô này mình lấy luôn, lấy vàng hết. Sau đó mình thả cái bánh phối vô một cái. Rồi mình sẽ tàng hình tiếp. Tàng hình này nó cho mình tầm khoảng 4-5 giây gì đó. Các bạn nhớ tranh thủ là bấm tàng hình nha. Rồi để mở được cánh cửa này là các bạn vô là bắt buộc là phải nhử ổng tới ngang cái công tắc đó mới mở được cánh cửa đó ra. Rồi ok, ổng sẽ tới cái chỗ cánh cửa rồi, mình bắt buộc phải chạy qua thôi. Rồi còn một cái cổng trên này nữa, bắt buộc là ông phải đứng chỗ này mới được mở được cái cổng ở trên kia. Bây giờ mình sẽ nhử ông tới. Rồi ok, ông đã nghe được cái chuông của mình nhử rồi. Bây giờ mình đứng đây mình chờ thời cơ, ông vừa đứng cái là mình sẽ chạy vô cửa liền. Rồi good. Ok các bạn, phần này tuy rất là dở nhưng mà cũng khó nghe. Dòng này tuy rất dở cũng khó, mà quan trọng mình nhử ổng tới ngay cái chỗ để mở cái cửa vậy thôi. Và mình sẽ perfect rồi. Rồi mình sẽ tiếp tục đi vòng tiếp theo. Phần video này mình sẽ sử dụng được là hai món là bánh thối và thuốc tàng hình nha. Mình ngồi ra mình sẽ không sử dụng cái món đồ nào hết. Ok, mình tàng hình là mình vô mình lấy vàng hết. Rồi cứ vậy thôi. Bây giờ là mình thả bánh cho con chó một cái. Bánh ok, lên trên này luôn. Rồi mình cứ thả tàng hình xong mình thả thôi. Mình tàng hình là không có cái thứ nào mà đụng vô được mình hết, nên các bạn cứ yên tâm. Rồi cái khúc này là khúc hấp dẫn nè. Mình sẽ dùng cái con robot này để hút hai con chó này cho biến mất luôn. Đây, chuẩn bị. Nó thấy rồi. Rồi một con. Yes. Tiếp theo mình sẽ thả cái bánh thối này vô con robot. Nhưng mà nó không ăn thua gì, nó vẫn đi bình thường. Và chúng ta sẽ nhử con chó này luôn. Rồi thả một cái. Bánh à. Rồi ok, biến mất con chó luôn. Rồi còn con đó mình sẽ không có xử lý nó được. Bây giờ mình sẽ qua vòng thôi. Rồi gần qua thả nó một cái bánh nữa. Rồi chạy tấu lẹ. Ok.
Mình sẽ đi giới hạn là perfect nha. Rồi chúng ta bắt đầu dòng tiếp theo nào. Rồi vừa chạy bước cổng là mình bấm thuốc tiền hình, định bằng cái rồi lấy hết vàng. Sau đó mình chạy vô cửa này luôn, định cái rồi thả bánh. Một người, hai người. Rồi chúng ta tắt tiền hình, nhớ sử dụng tiền hình liên tục nha. Đây. Rồi chạy lên này luôn, nhử hết ba người này vô chúng mày luôn, để cho con vô bot kia là nó ra nó sẽ hút hết. Các bạn coi này, mình xử lý này. Rồi chạy vô, chuẩn bị tiền hình. Rồi coi chuẩn bị nó sẽ hút hết. Chưa. Rồi một người, tiếp theo hai người, người nữa ba người. Ok, quốc người trên kia luôn. Còn một người nữa, thả bên thối một cái được sao. Ê, tao một cái. Rồi mình sẽ dụ nghe, mình sẽ dụ cho nó sẽ chạy tới mà sẽ hút ông già này luôn. Biến. Rồi từ đang dụ. Dòng này là nó hơi lâu một chút nghe anh em. Tại vụ cái ông cảnh sát này, vụ ông già này. Rồi ok, biến. Rồi chúng ta qua dòng nào. Quá đơn giản thôi các bạn ơi. Mình là sẽ chơi từng món là sẽ đổi qua đổi lại nha. Và từng bộ đồ. Chuẩn bị mình xong cái phần này, boss 2 này mình sẽ chuyển vào boss 1 mình chơi. Rồi chúng ta bắt đầu lấy vàng nào. Tiền hình ấn cái camera chạy, ấn cái là cái laser nó chạy. Rồi một người. Khúc đây là cẩn thận nha, đừng có cho dính laser nha. Dính laser là mình sẽ bị phát hiện đó. Rồi tiền hình tiếp, chúng ta chạy lên trên đây luôn. Từ. Rồi vô. Thả. Một phát. Rồi lấy vàng chạy lên luôn. Ok. Rồi vô thả công đầu bếp này luôn. Xong. Chúng ta lấy vàng và lặn đi. Thả đó. Ok. Rồi chúng ta chạy cho nào. Rồi chúng ta bắt đầu dòng tiếp theo là 17. Rồi dòng này là mình là đón không lầm mà sẽ có một con robot. Đây, mình tiền hình vô, ok luôn. Tiền hình là nó không có hãm mình hết. Rồi mình sẽ nhử nó qua bên này cho nó biến mất luôn, cho cái ông cảnh sát này đi vào Mỹ chơi luôn. Rồi một người. Tiếp tục. Mình phải nhử nó tới để cho nó mở cái cục tủ lạnh này ra, mình mới chạy vô lấy vàng được. Để cho nó tới nó hút cái tủ lạnh này. Và nhử lên trên cho nó hút cái ông cảnh sát trên kia luôn. Rồi mình tranh thủ chạy vô lấy vàng. Ok. Rồi sau đó mình sẽ chạy tiếp tục chạy lên trên. Chờ cái ông kia ổng đi ra ngoài rồi bắt đầu mình mới chạy vô được cánh cửa cho nó. Đồng thời mình sẽ dụ cái con vô bot này tới là xử lý ông luôn. Mình có thuốc tiền hình là không sợ cái méo gì hết. Ok, hút ống. Rồi xong, chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ và chúng ta sẽ đi qua dòng nào. Tinh perfect. Rồi chúng ta bắt đầu dòng 18 tiếp theo. Rồi dòng này cũng tiếp tục tẩu vô, mình chạy tốc độ nhanh vô để mình lấy vàng cho kịp thời gian. Thả vào cái bánh dính kèo, rồi chạy tiếp, chạy đâm đầu xuống vô này thả một cái bánh luôn. Rồi dùng thuốc tiền hình lẹ. Ok, sau đó mình sẽ chạy vô cửa này mình lấy hết vàng. Vàng là quan trọng nha, thiếu một món vàng là chúng ta không được perfect nha. Rồi trên đây là cũng có một cái con robot trên đây nữa, mình sẽ nhử nó luôn.
nhử cho nó xuống này, nhử cho vô nó đạp cái nút đèn cái mình mới qua được cánh cổng kia nha. Từ từ. Rồi một em. Nó làm nhanh ghê. Mới thấy cái là nó chạy đến hút liền. Rồi vô cổng này. Rồi sau đó chúng ta lấy nhử nó qua đây. Đây thả cái bánh có chạy ra ngoài cửa hay không. Rồi vô cuộc không ra luôn. Không ra cái này không ổn rồi, còn vô boss kia là nó sẽ không chạy ra ngoài đây. Nó bắt buộc mình sẽ qua vòng thôi. Cứ thả ba vài cái cho ba chạy, ba chạy vòng cho địch cho vui. Rồi thôi mình qua vòng thôi chứ đứng kiểu này là không ổn. Hồi nữa con kia nó thịt mình luôn. Rồi ok, mình đã qua vòng perfect. Rồi chúng ta tiếp tục vòng 19 nào. Đây, vòng này nó sẽ có cái gì đây? Rồi, ok, mình vòng này sẽ có camera và mấy ông cảnh sát bình thường thôi. Không có gì là lớn lao cả. Rồi, mình thả bánh xong xuôi rồi, sau đó mình lặn vô đây luôn. Tàn hình nha, tàn hình là trên hết, không có sẽ bị bắt. Thả bánh luôn, cho ông chạy vòng vòng vui. Rồi, thả hộp thôi. Rồi, ông ghi dám ăn luôn rồi. Rồi, mình lặn vô đây luôn. Rồi, dùng tàn hình liền. Không thôi là vô đây là mấy ông sẽ nhai đồ mình liền. Rồi thả bánh anh em ơi. Bánh miễn phí đây, bánh chùa đây. Tiếp tục. Lấy vàng và chúng ta sẽ qua vòng. Ok. Bơ phép. Ui. Còn vòng 20 nữa. Cố lên nào. Vòng này là khả năng là được 2 của mình rồi. Rồi tàn hình vô luôn, xử luôn. Này nó gì em gì đánh hồi cá là nó tấn hút liền ha. Cho một cái bánh thối đi. Rồi thổi ra liền. Đồng thời chạy lên đây cho món ăn cái bánh thối luôn. Nó chạy vô đây tiếp tục. Nhớ là lấy thuốc tàn hình ngang nha anh em. Mà thuốc là chúng ta chỉ là lên cơn nó để tụi nó bắt. Cho nó tàn hình luôn. Rồi chúng ta chạy ra đây. Đây lên đây cho một cái bánh nữa. Thiên mại không cái. Bánh là bánh chùa nghe, thiếu về nơi đây. Dạ lấy nó coi chừng quên. Rồi tặng ông thêm một cái nữa. Ok, cho mày cái nó đi. Phải bánh tới hoài không luôn. Rồi chúng ta sẽ ấn công tắc rồi, chúng ta lặn cho thôi. Đèn hình nha, đèn hình nha. Rồi trước khi kết thúc video này mình sẽ tặng cho mỗi ông một cái bánh miễn phí. Xong xuôi, thank you các bạn nha, thank you các bạn.